Mở đầu cảnh phim là hai tên gia đình đang ném xác của một cô gái. Bọn họ cảm thán đường đường đại tiểu thư thừa tướng phủ lại chết không cố quan tài chôn cùng, ai bảo dám giành hôn phu với nhị tiểu thư cơ chứ. Bọn này thấy thì cũng tội, nhưng mà thôi cũng ném xuống giếng cho no lành. Nửa đêm Yến Vô Song bỗng choàng tỉnh lại, cô vừa mới bị nổ banh xác tại sao lại ở đây? Tất nhiên là cô em vừa mới xuyên không rồi, được cái là võ công của cô ấy vẫn còn. Thế nên nữ chính nhẹ nhàng mà nhảy một phát bay lên khỏi giếng. Vừa khéo lúc này có đám sát thủ đang bao vây, nữ chính nhìn thấy một cậu thanh niên trông quá đẹp trai. Yến Vô Song có chút ớ ra, chẳng lẽ cô ấy đã xuyên không về cổ đại? Cô em vì muốn tránh phiền phức nên giả mù như đúng rồi, còn làm trò hề trước đám sát thủ nữa chứ. Bất ngờ người đàn ông kéo cô em lại thật choáng váng, hắn ta thì thầm rất nhớ cô nàng. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì gã đàn ông hôn cô em một cái bất ngờ. Đám sát thủ cũng phát hoảng, rốt cuộc là tình tiết gì? Nữ chính cho rằng gã đàn ông đang kéo mình xuống nước, thế là giằng co ra rồi vả mặt hắn ta. Đám sát thủ bất ngờ tấn công, hai người đành phải phản công, nữ chính không ra tay thì thôi, một khi cầm kiếm thì chỉ có liếm máu chết người. Yến Vô Song sau đó gác kiếm lên gã đàn ông hỏi tội, dám cướp mất nụ hôn đầu mà cô nàng đã để dành hơn 20 năm. Thấy gã đàn ông ngã sụp xuống, nữ chính cũng ngại chửi con nhà người ta, thế là có ý định đánh bài chuồn. Gã đàn ông cầu xin nữ chính giúp mình trở về đế đô, hắn ta sẽ hậu tạ. Yến Vô Song ra vẻ muốn cứu cũng được nhưng phải có điều kiện. Cơ mà cách cô nàng thể hiện quá khác người khiến gã đàn ông phát hoảng tưởng cô em thèm cơ thể của hắn. Nữ chính khịt mũi khinh thường, cô nàng chỉ muốn chiếc dây chuyền mà thôi. Gã đàn ông hứa hẹn, chỉ cần cô em hộ tống hắn về đế đô sẽ trả ơn vạn lượng hoàng kim. Nữ chính nhà ta tất nhiên là hớn hở đồng ý. Sau khi biết đối phương tên là Bùi Diễm, nữ chính cảm giác nghe rất quen thuộc. Cô nàng nhận ra đối phương chính là chiến thần nổi danh mà ai cũng biết đến. Gã chiến thần cảm thán sát thủ ngày càng nhiều, cũng may lần này gặp Yến Vô Song giúp đỡ. Ở ngoài phố, đám dân đen đang thảo luận về Yến Vô Song, nghe đồn vị đại tiểu thư này đã trốn nhà theo một tên cặn bã. Nữ chính bất thình lình câu cổ kéo vai hù dọa, nghe đồn mấy mụ đàn bà nhiều chuyện sẽ bị đày xuống địa ngục để cắt lưỡi. Mấy cô em thường dân phát hoảng mà á chạy đi. Nữ chính chợt nhận ra đây là chiêu trò của con em gái trà xanh, vừa giết người lại còn phá hủy danh tiếng của tỷ tỷ. Cô nàng cũng rất mong chờ để gặp lại con em gái trà xanh này. Nữ chính sau đó quay trở về phòng, gã chiến thần bắt đầu lên dây cót tự sướng, hắn ta cho rằng mình rất đẹp trai khiến các cô em gái phải cong đít lên đuổi theo hắn. Yến Vô Song ghé sát mặt vào chiến thần, sau đó tuyên bố hắn ta có mắt ghen. Gã chiến thần xanh mặt mà kiểm tra khiến cho cô em cười thú vị. Bất ngờ bên ngoài có một tên sát thủ xông vào, nữ chính không nói hai lời mà dùng nước để tấn công, sau đó mua máy biểu diễn rồi mới chịu tiễn tên sát thủ lên đường. Cô em cũng phàn nàn, mới có mấy bữa mà đã có tới 7-8 làn sóng sát thủ thăm hỏi, kiếm tiền kiểu này khó thật. Yến Vô Song thắc mắc vị chiến thần này đã gây hấn với ai mà kinh khủng thế. Hắn ta cũng không hề che giấu, chính là cháu trai của hắn ta, đương triều thái tử. Yến Ngữ Nhi khoe khoang chiến tích của mình, cô ấy đã loại bỏ Yến Vô Song, đồng thời phá hủy danh tiếng của chị gái. Từ nay về sau thì chẳng còn ai có thể ngăn cản bọn họ đến với nhau. Gã thái tử cũng vui vẻ, hắn ta không muốn kết hôn với người phụ nữ ngốc nghếch. Tên này tất nhiên muốn để Yến Ngữ Nhi trở thành thái tử phi của mình rồi. Cả hai đang ý ẻ muốn gạ xếp hình với nhau thì thuộc hạ bỗng xuất hiện báo tin xấu. Đợt sát thủ gửi đi lần này lại thất bại thảm hại. Gã thái tử cũng đã nghe nói bên cạnh chiến thần có thêm một người phụ nữ võ công cao cường. Hắn ta tuyên bố muốn chiêu mộ cô gái mạnh như cọp cái này. Cặp đôi bên này đã trở về đế đô, đám thuộc hạ xuất hiện chào đón chiến thần. Nữ chính xong việc nên nhắc nhở hắn ta chuẩn bị vạn lượng hoàng kim để hoàn thành giao dịch. Cô nàng vui vẻ đánh chân sáo rời đi. Gã chiến thần cười đắc ý, hắn sớm biết cô em thuộc gia tộc họ Yến. Ở Yến Phủ, Ngữ Nhi đang nói xấu Yến Vô Song trước mặt mẫu thân của cô ấy. Vị mẫu thân này tất nhiên là không tin, bà ta chất vấn rốt cuộc con gái mình đang ở đâu. Yến Ngữ Nhi cũng không ngại mà nói ra sự thật, cô ta đã bán Yến Vô Song ra xa nghìn dặm, giờ này chắc hắn đã xác mọc đầy rồi. Vị mẫu thân nghe xong mà nhảy dựng lên đòi giết chết Yến Ngữ Nhi để trả thù. Con em trà xanh tức điên mà ra lệnh cho mụ ma ma vả mặt. Vừa khéo Yến Vô Song đã trở về nhà mà hô to dừng tay. Mụ ma ma chế giễu, hỏi hai mẹ con muốn bị tát chung hay gì. Gã thuộc hạ trên nóc nhà hỏi vương gia có cần can thiệp không, tất nhiên vị chiến thần cho rằng không cần thiết. Bởi vị người bị vả mặt chính là mụ ma ma.
Hai người đàn ông trên nóc nhà cũng cảm thán, cú tát vừa rồi chát thật sự. Yến Ngữ Nhi hoảng loạn mà hô Chu Mi Nga. Gã chiến thần không nhịn được mà cười run người. Yến Vô Song thầm thề sẽ giúp nguyên chủ hiếu thảo với mẫu thân. Đám nha hoàn lúc này có lý do để nhiều chuyện, nghe đồn thái tử sắp tới đây để mà từ hôn. Nữ chính ngồi trên gốc cây cảm thấy thú vị, cô cũng muốn xem tên này thế nào. Chiến thần đang ở nhà luyện võ công chém gió, gã thuộc hạ đến thông báo chuyện của thái tử. Vị vương gia này cũng muốn nhiều chuyện đi hóng hớt xem sao. Nữ chính nhìn gã thái tử xấu xí liền thấy ghét rồi đó. Thuộc hạ bên cạnh nhắc nhở nữ cao thủ lần trước chính là Yến Vô Song. Gã thái tử tất nhiên không tin, Yến Vô Song nổi tiếng là ngu ngốc và mê trai, lấy đâu ra biết võ công. Yến Quốc Công tỏ ra khúm núm trước thái tử, thấy đối phương muốn từ hôn, lão ta đồng ý ngay đồng thời bắt con gái phải quỳ xuống xin lỗi. Nữ chính tuyên bố việc cô ấy bỏ nhà theo trai là do có kẻ gian dựng, cô không đồng ý việc gã thái tử đến từ hôn. Yến Vô Song tuyên bố chính cô ấy mới là người đưa ra lời từ hôn. Cô nàng chửi đồng gã thái tử xấu xí, đạo đức thì lồi lõm, rất không có tư cách ngồi ở vị trí này. Thái tử tức điên mà chửi con em ngu ngốc, còn hù dọa sẽ khiến cả kinh thành không ai dám cưới cô ấy. Gã vương gia bất ngờ đến cầu hôn, hắn ta hỏi Yến Vô Song có nguyện ý gả cho hắn không. Thái tử há hốc mồm, sao lại có người muốn cưới một con ngốc? Lão thừa tướng mặc kệ liền quýnh quáng đồng ý ngay và luôn. Nữ chính từ chối nhé, đang độc thân cẩu sướng muốn chết ngu gì kết hôn. Cô em sau đó rút ra tờ thư ly hôn ném cho thái tử. Một lúc sau, gã vương gia trang điểm soái ca đến đưa một xấp tiền. Yến Vô Song trợn tròn hai mắt sung sướng, thế nhưng cô em có chút đề phòng, tuyên bố bản thân là người yêu tự do, đừng có mơ mà nhốt cô ấy vào lồng. Gã vương gia tỏ vẻ cao thượng, chẳng qua muốn tặng tiền mà thôi. Nữ chính hớn hở mà nhận xấp tiền rồi rời đi. Trước cửa tiệm quần áo, con em gái trà xanh xuất hiện mà chế nhạo tỷ tỷ ngốc, hù dọa Yến Vô Song rằng một bộ đồ ở đây trị giá trăm lượng. Nữ chính ngồi nhẩm tính chia, bấm ngón tay lia lịa rồi kết luận cô ấy có thể mua được 1.000 bộ quần áo. Thấy con em gái cứ phiền phức, Yến Vô Song móc ra vũ khí mà hù dọa. Con em trà xanh lại phát hoảng kêu Chu Mi Nga nữa rồi. Ở trong cửa hàng, thái độ của con nhân viên phục vụ khá lồi lõm bên nặng bên nhẹ. Vì nịnh bợ nhị tiểu thư nên con nhân viên muốn càn quấy, kết quả bị nữ chính nhà ta tiện tay mà vả mặt. Bà chủ từ tầng trên đi xuống, tuyên bố tiệm này có quy định muốn vào cửa hàng phải có ít nhất 500 lượng. Mấy con em trà xanh bắt đầu hùa nhau khinh bỉ, bọn họ cho rằng Yến Vô Song còn không có nỗi 5 lượng bạc. Con em nhân viên thề thốt, nếu Yến Vô Song có 500 lượng, cô ta sẽ cởi chuồng chạy khắp thủ đô. Nữ chính nghe xong rất vui vẻ, cô nàng móc ra một xấp tiền còn nóng hổi. Bà chủ tất nhiên hai mắt sáng như đèn pha, tội nghiệp con em nhân viên, thề thốt gì mà ngu quá. Yến Vô Song sau đó chê bai quần áo ở đây quá xấu xí không xứng với cô ấy, nói xong cô nàng rời đi còn không quên xô em gái ngu ngốc một cái. Nữ chinh mua một bộ quần áo mới, chỉ có điều giá tới 300 lượng khiến cô em tiếc đứt ruột. Yến Vô Song quyết định phải kiếm tiền, bất ngờ một tờ quảng cáo từ trên trời rơi xuống đập vào mặt cô em. Nghe bảo tiền lương 1.000 lượng mỗi tháng khiến cô nàng hớn hở. Hóa ra tờ rơi vừa rồi là do gã thuộc hạ vương gia cố tình ném xuống. Nữ chính được gia đình dẫn tới trước ba tên hộ vệ, tuyên bố nếu cô có thể đánh gục bọn họ thì xem như thông qua phỏng vấn. Yến Vô Song rất tự tin mà rút kiếm, chỉ là cây kiếm này nó vừa gãy còn lại có đóa hoa. Dù vậy nữ chính nhà ta cực kỳ bá đạo mà đánh cho ba tên hộ vệ đến phát hoảng, rượt bọn này chạy lòng mòng quanh sân đến chóng cả mặt. Cuối cùng gia đình dẫn Yến Vô Song gặp chủ nhân, tất nhiên người đó không ai khác chính là vương gia. Nghe bảo nhiệm vụ của mình là bảo vệ kiêm luôn chức vú em khiến cô nàng nhảy dựng lên. Thế nhưng vương gia nhắc nhở lương tháng 1.000 lượng. Nữ chính vì tiền đành phải chấp nhận chứ biết làm sao. Cô em cảm thấy khó chịu khi gã vương gia cứ đứng yên không chịu xoay người. Yến Vô Song hù dọa cô ấy lỡ mạnh tay khiến cho hắn ta trọng thương. Thế nhưng vương gia khuyên cô em yểu điệu thục nữ, nay thì yểu điệu dịu dàng. Gã thuộc hạ bên ngoài hóng hớt, hắn chợt nhận ra vương gia của mình có vẻ như bị đàn áp. Chẳng mấy chốc mà tin đồn vương gia bị nữ hộ vệ đè đầu cưỡi cổ. Đám hộ vệ khác phải giơ ngón tay ra sùng bái. Còn có tin đồn kỳ lạ hơn, đám nha hoàn cho rằng vương gia là nữ nhân, còn Yến hộ vệ là nam nhân giả dạng. Ở một nơi khác, công chúa xinh đẹp đang nhảy đồng lên về tin đồn. Cô ta đã theo đuổi vương gia bấy lâu nay nhưng không được, đùng một cái vị chiến thần này lại gian díu với một nữ hộ vệ, nghĩ có tức hay không? Cô em cung nữ tức thay chủ nhân, gọi vương gia là kẻ biến thái. Công chúa vỗ bàn tuyên bố,
Bùi Diễm ca ca phải thuộc về cô ta. Vương gia bên này làm khó chê trà nóng này nọ các kiểu. Yến Vô Song hù dọa đừng có mà mè nheo, nếu không cô ấy sẽ phun nước miếng vào trà mỗi lần mang tới. Vương gia đang muốn uống luôn thì bên ngoài vang lên tiếng công chúa. Hắn ta hốt hoảng mà kéo Yến Vô Song vào lòng, mục đích là muốn công chúa nhìn thấy. Nếu chính vì tiền lương 1.000 lượng mà bất chấp liêm sỉ, cô nàng tỏa ra mùi trà xanh nồng nặc mà nhõng nhẽo với vương gia, giọng nói thì ướt át đến mắc ói luôn. Vương gia cũng có chút ơn ớn rồi đấy. Tội nghiệp con em công chúa, đó giờ có ngửi mùi trà xanh nồng như vậy đâu. Công chúa vội xông lên tách hai người ra, thế nhưng Yến Vô Song giả vờ yếu đuối nói giúp công chúa, còn khóc hù hù nữa chứ. Công chúa nhà ta quả thật khó đỡ, đáng lẽ vai trà xanh phải thuộc về cô ta, thế quái nào lại đổi vai nhanh quá vậy. Cặp đôi phát cơm chó quá nhiệt tình khiến công chúa ức chế mà ngất luôn. Nữ chính cũng thắc mắc đây là công chúa thật hả trời, sau đó cô em chất vấn vương gia diễn xuất của mình thế nào, đưa ra yêu sách phải được tăng lương. Bất ngờ công chúa tỉnh lại cảm thấy không đúng, cô ta nghi ngờ mối quan hệ của hai người là giả. Cặp đôi cẩu nam nữ quyết tâm diễn một lần nữa. Thế nhưng công chúa thách thức bọn họ có dám hôn nhau hay không? Quả nhiên hai người bối rối, nữ chính chất vấn tại sao công chúa này đột nhiên lại thông minh. Công chúa cười mỉm tự khen mình thông minh, sau đó cô em mặt nhăn như đít khỉ oán trách bọn họ dám lừa gạt mình. Hết cách, vương gia chơi liều mà hôn Yến Vô Song ngay tại chỗ. Công chúa tức điên mà hai cẳng chạy về nhà khóc hu hu. Buổi tối công chúa chặn đường Yến Vô Song, cầm sấp tiền 5.000 lượng yêu cầu nữ chính phải rời khỏi vương gia. Nữ chính đang nổi máu tham thì vương gia kịp thời có mặt để cản trở. Hắn ta tuyên bố mối quan hệ của bọn họ không phải đo bằng tiền, thế nhưng vương gia khôn khéo vội xoay mặt thầm thì sẽ tặng cô em 1 vạn lượng. Nữ chính không do dự mà bật chế độ trà xanh rất khét. Tội nghiệp công chúa nhà ta thật sự, ăn cơm chó kiểu này có ngày tức chết chứ chẳng đùa. Sau đó vương gia đúng hẹn mà đưa cô em sấp tiền, cô nàng đang vui vẻ thì bị vương gia ép vào cột chất vấn. Nếu giữa hắn ta và 1 vạn, cô ấy sẽ chọn ai? Nữ chính không chút do dự trả lời, tất nhiên là 1 vạn lượng rồi hi hi. Vương gia há hốc mồm khó tin, đường đường một chiến thần lại thua 1 vạn lượng. Trên đường trở về, công chúa nhà ta bị một đám lưu manh dồn vào góc tường. Công chúa nước mắt lưng tròng hỏi Diễm ca ca đâu rồi sao không đến cứu em. Yến Vô Song vừa khéo đi ngang qua, cô nàng tưởng đang có buổi diễn kịch nêu mời bọn họ cứ tiếp tục. Công chúa ỏng ẹo tuyên bố mình là công chúa đương triều, dám đụng đến cô ấy là chết. Mấy tên côn đồ càng nghe càng thấy khoái, tất nhiên bọn họ không tin lời cô em. Yến Vô Song quay trở lại với tốc độ thần tốc mà dễ dàng xử lý đám côn đồ. Công chúa nhà ta chợt cảm giác là lạ, Yến hộ vệ này trông cũng soái đấy chứ. Thế là cô em nhõng nhẽo đòi được bế về, nữ chính cũng thở dài với bệnh công chúa này. Chỉ là Yến Vô Song cảm thấy bất lực khi công chúa nặng như heo vậy. Hết cách, hai người phụ nữ đành dìu nhau giữa đêm khuya. Công chúa nở nụ cười đầy cảm ơn, thế nhưng Yến Vô Song xòe tay ra trước mặt cô em. Công chúa tưởng rằng là muốn dìu mình, thế nhưng nữ chính nhà ta tính công, đánh đuổi đám côn đồ, đưa công chúa đến y quán, tổng cộng giá rẻ chỉ 50 lượng. Công chúa xị mặt tỏ ra làm nũng, cơ mà chiêu này rất ư là lợi hại. Nữ chính nhân mặt chịu thua, đành phải giảm giá cho cô em 50%. Gã thuộc hạ thông báo công chúa lại đến, thế nhưng lần này cô ấy là đến thăm Yến hộ vệ. Hai người đàn ông sau đó rình mò kiểm tra, bọn họ sợ công chúa sẽ gây khó dễ cho Yến Vô Song. Cơ mà công chúa nhà ta đang móc hết tư gia tài sản ra để mà tặng Yến Vô Song. Nữ chính từ chối, cô chỉ lấy đúng 25 lượng mà thôi. Hai người phụ nữ bắt đầu ôm ấp vuốt ve lẫn nhau. Vương gia ghen tức mà xông tới để tách hai người ra. Công chúa cũng hung dữ giật Yến Vô Song lại, sau đó kéo nữ chính vào trong phòng để tâm sự tiếp. Gã hộ vệ bên cạnh cũng cảm thán thế gian lắm chuyện lạ, di tình biệt luyến gì mà nhanh dữ vậy. Vương gia tỏ ra ghen tuông thấy rõ. Miên Nhu bên này dụ dỗ Yến Vô Song, hứa hẹn sẽ trả lương cho nữ chính 2.000 lượng mỗi tháng để làm hộ vệ cho cô ấy. Gã hộ vệ thuyết minh giúp, công chúa đang muốn đào góc tường, thế nhưng hắn ta tin tưởng Yến hộ vệ không phải là người hám tiền. Vương gia tất nhiên nghĩ ngược lại, hắn ta đã quá hiểu bản chất cô nàng. Gã chiến thần bắt đầu nhớ tới Thái hậu, hắn ta muốn dùng Thái hậu để lôi vị công chúa này về. Ở bên này, nữ chính giả vờ tỏ ra do dự. Thế nhưng công chúa khôn khéo tăng lương thêm 500 lượng. Quả nhiên Yến Vô Song đồng ý mà không chút do dự. Hai cô gái hí hứng vui vẻ, nữ chính tuyên bố sẽ mua 1 căn nhà to và nuôi 1 bé Hakimi. Công chúa thắc mắc là gì,
sau mới biết là một bé chó thì thích rên mà la hét. Thế là hai cô em nắm tay nhau mà trở về. Vương gia ở bên rất cay cú, hắn ta tuyên bố công chúa hãy đợi đấy. Yến Vô Song đợi cả ngày nhưng chẳng thấy bóng dáng công chúa đâu, chẳng lẽ cô nàng bị lừa. Vương gia bỗng xuất hiện tuyên bố công chúa sẽ không đến, bởi vì lúc này cô em đang bị thái hậu cho gọi đến chùa trên núi. Nhắc khéo Yến Vô Song là tạm thời không thể nhảy việc được nữa. Nữ chính cười giả là đánh trống lãng, kiểu như cô ấy có nhảy việc đâu cơ chứ. Cô em thề thốt là trung thành và luôn bên cạnh bảo vệ vương gia. Cô nàng sau đó thỏ thẻ thì thầm, hôm nay là lễ hội hoa đăng, phải chăng nên cho cô ấy nghỉ phép một ngày. Thế nhưng vương gia không đồng ý, bắt cô em phải luôn túc trực ở trong sân. Nữ chính cảm thấy có gì đó sai sai, sao hôm nay gã này lại không cần cô ấy chăm sóc. Gã hộ vệ bỗng xuất hiện nhắc nhở, hôm nay cô ấy chỉ nên đứng ở ngoài, tuyệt đối không được vào trong. Nữ chính nghe xong lại càng thêm tò mò muốn vào cho bằng được. Cơ mà cô em nhìn thấy vương gia đang bốc khói, sờ lên trán thì lạnh như băng. Vương gia bất ngờ có ý định muốn hấp cô em thế nhưng bị nữ chính đẩy ra. Hắn ta tỉnh táo lại muốn đuổi cô nàng rời đi ngay lập tức. Vương gia tự oán trách đã khiến cho Yến Vô Song sợ hãi. Một lát sau cô nàng trở lại với cái nồi hấp to tổ bố, hóa ra cô em muốn trưng cách thủy vương gia. Vị chiến thần thắc mắc liệu chăng cách này hiệu quả. Yến Vô Song líu lo yên cái mà tâm, cô đã nhận lương 1.000 lượng thì đảm bảo làm việc rất hiệu quả. Vương gia cũng nói ra bí mật của mình, hắn ta bị trúng hàn độc cực mạnh, cứ mỗi đêm trăng tròn sẽ tái phát một lần. Nữ chính lên kế hoạch mỗi tháng sẽ hấp vương gia một lần để trị bệnh. Bên này, gã thái tử cũng sớm biết được vương gia bị trúng hàn độc. Vừa khéo hôm nay cũng là đêm trăng tròn nên cử thuộc hạ đi ám sát. Nữ chính lúc này đang giúp vương gia thay nước tắm, tự nhiên ở đâu ra cái ống tre dài thòn lòn. Cô nàng xem phim cổ trang nên biết rồi, thế là ngón tay vào bịt lỗ, kết quả sát thủ bên ngoài bị ngạt hơi mà ngất xỉu. Yến Vô Song cầm cây kiếm to tổ bố để chém giết, kết quả là bị thương vì tội chơi ngu. Vương gia nhảy khỏi thùng tắm để tham gia cuộc chiến, đang lúc muốn giết sát thủ thì bị nữ chính cản lại. Sáng sớm Yến Vô Song đến tận phủ thái tử để tấn công, gã thái tử cảm thấy không đúng, hắn nhận ra Yến Vô Song trước mặt là giả. Hắn cho rằng cô nàng là cao thủ bên cạnh vương gia, chỉ là có vẻ ngoài giống với Yến Ngốc mà thôi. Nữ chính rất vui vẻ khi được người khác gọi là cao thủ, cô cũng tự nhận mình chính là Yến Vô Song. Hôm nay đến đây cô nàng lại mang theo cây kiếm tổ bố khác để đánh đập thái tử. Lúc này bên ngoài có tiếng nói của hạ nhân, cô nàng vì quýnh quáng chạy mà đạp lên mặt gã thái tử luôn. Thái tử khóc lóc hu hu, tại sao Yến Vô Song lại là cao thủ được cơ chứ, hắn ta hối hận vì đã thối hôn với cô ấy. Lão đại phu đến kiểm tra nhưng cũng chẳng làm gì được khác, chỉ có thể kê vài đơn thuốc giúp ấm người. Yến Vô Song chất vấn vương gia sao không nghĩ biện pháp, thế nhưng tên này nói qua loa chiếu lệ. Bỗng nhiên gã thuộc hạ đến thông báo thái tử ghé thăm. Nữ chính nghe mà phát bực, gã thái tử này lại dám tới, không sợ bị ăn đập nữa hay gì. Vương gia giải thích thế lực hiện tại của thái tử rất lớn, thế nên hắn ta mới vênh váo dám ám sát như thế. Gã thuộc hạ bảo rằng thái tử lần này đến là muốn gặp Yến Vô Song. Vừa thấy người đẹp xuất hiện, gã thuộc hạ của thái tử vội mang bánh ra để nịnh bợ. Còn thái tử đang tự sướng, phải chăng hắn ta ban ân sủng sẽ khiến cho cô nàng mê đắm hắn ta trở lại. Yến Vô Song tất nhiên nghi ngờ gã thái tử đang âm mưu gì đó. Tên thái tử muốn chơi trò tình xưa nghĩa cũ, dù gì hai người bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, thế nên cãi nhau rồi lại làm hòa thì làm sao, hắn ta tất nhiên muốn nhắc lại chuyện hôn ước. Nữ chính khinh thường, cô nàng chất vấn chẳng phải hắn ta đang đính ước với Yến Ngữ Nhi hay sao. Thái tử khôn khéo bảo rằng hai chị em bọn họ có thể làm bình thê. Nữ chính cười khẩy, vương gia vội chạy ra đánh dấu chủ quyền. Hắn ta thì thầm khuyên cô em nên bật chế độ diễn xuất. Thế là đôi cẩu nam nữ muốn phát cơm chó, thái tử tất nhiên là tức điên ném lại một câu hãy đợi đấy. Ở trong cung, hoàng hậu nghe tin Yến Ngốc cũng được tham gia yến tiệc hoàng gia thì tỏ vẻ khó chịu, bởi vì trước đây cô nàng dám thối hôn với con trai của bà ta. Mẫu thân nhắc nhở con gái, đây là lần đầu tiên Yến Vô Song vào hoàng cung, nhất định phải cẩn thận. Nữ chính nhăn mặt thắc mắc tại sao mẫu thân không cùng mình vào cung. Người mẹ bảo rằng lão thừa tướng mỗi lần vào cung đều dẫn theo dì nhỏ nên bà quen rồi. Nữ chính tất nhiên không chịu, nào ai lại dám thể hiện thái độ sủng thiếp diệt thê trước mặt mọi người, cô nàng quyết định phải đòi lại sự công bằng cho mẫu thân. Yến Ngữ Nhi rất tức giận khi nghe tin tỷ tỷ lần này cũng được tiến cung. Mụ mẹ nhắc con gái bình tĩnh, dù sao thì chức vị thái tử vi chắc chắn sẽ thuộc về con gái. Cô nàng nghe xong lại vui vẻ trở lại, bắt đầu sân si nói xấu tỷ tỷ.
cơ mà lúc Yến Vô Song xuất hiện khiến cô em gái khá là khó tin. Mụ dì ghẻ cảnh cáo Yến Vô Song, cố tình trang điểm đậm như vậy không sợ cướp mất sân khấu của Phi Tần hay sao? Nữ chính chảnh chọe bảo rằng chỉ ăn mặc bình thường thôi mà, chẳng quả là tại có người quá xấu xí nên mới ghen tị. Vừa khéo thái tử xuất hiện, hắn ta cũng khen Yến Vô Song hôm nay xinh thế. Một con em trà xanh giả vờ ngạc nhiên hỏi tại sao Yến ngốc cũng có mặt. Nữ chính chửi con em trà xanh bị điên rồi, chưa uống thuốc nên nói nhảm đây mà. Con em trà xanh muốn xông lên vả mặt, thế nhưng vương gia đã xuất hiện mà cản lại. Công chúa tức điên không làm gì được, chỉ hù dọa vài câu muốn rời đi. Nữ chính không tha mà réo lên nhắc nhở công chúa, trời nóng dễ phát điên lắm, kẻo người khác lại nói công chúa ngu ngốc hơn cô ấy. Vương gia cũng bó tay mức độ dân si của cô em. Vừa muốn tiến vào thị vệ cản lại, lấy cớ bên trong không gian nhỏ nên yêu cầu Yến Vô Song đứng đợi ở ngoài. Nữ chính không quan trọng lắm, cô ấy cũng muốn lang thang tham quan. Ở bên trong, công chúa cùng với trà xanh trà đào hùa nhau nói xấu, bà hoàng hậu càng nghe lại càng tức. Nữ chính vô tình ngửi thấy mùi bún ốc, sau đó cô nàng bắt tại trận một người phụ nữ đang lén lút ở đây. Hai cô gái có cùng chung sở thích ăn uống nên chẳng mấy chốc mà trở nên thân quen. Không khéo cung nữ tìm tới, vị nương nương hứa hẹn lần sau sẽ mời Yến Vô Song ăn bún ốc. Nữ chính nhà ta lén lút nhập tiệc, vô tình thấy cô bạn mới cũng đã có mặt. Yến Ngữ Nhi tiến lên muốn trình bày một vũ điệu để chúc mừng sinh nhật hoàng hậu. Cơ mà cô em gái này cũng rất có nghề, nhảy múa óng ẹo thì thôi rồi. Nữ chính nhà ta thì ngồi kiểu chợ búa mà thưởng thức chương trình giải trí. Hoàng hậu khen ngợi vũ điệu rất đẹp, đột nhiên bà ta lại đề cập tới đại tiểu thư thừa tướng phủ, muốn Yến Vô Song cũng tiến lên biểu diễn. Vương gia bỗng tìm cớ chen lời, hắn giải thích Yến Vô Song quanh năm ốm yếu nên khó lòng biểu diễn. Hoàng hậu nhắc lại chuyện trước đây Yến Vô Song từng chê thái tử vô năng bất tài, vậy chẳng phải là cô ấy chính là nữ nhi phong hoa trác tuyệt hay sao? Nữ chính cũng mượn cớ nói luôn, cô em nổ rằng trước đây mình là một tài nữ phong hoa, nhưng sau đó bị thừa tướng cố tình dìm hàng mà thôi. Lão thừa tướng bỗng dưng dính đạn nên tức giận chửi đồng, chuyện gì liên quan tới lão nữa rồi? Yến Vô Song vạch tội ông ta sủng thiếp diệt thê, bỏ mặc con gái không quan tâm thì tài năng làm sao phát triển? Hơn nữa tiệc hội hoàng gia lại mang theo tiểu thiếp đến dự là ý gì? Vương gia tất nhiên hùa theo để bênh vực Yến Vô Song, hắn ta còn nhắc tới luật pháp Đại Việt, người nào sủng thiếp diệt thê sẽ bị trừng phạt. Lão thừa tướng run rẩy giải thích con gái từ nhỏ ngu ngốc, vì để chăm sóc cho con gái nên mới để phu nhân thường xuyên ở nhà chiếu cố. Đó là lý do tại sao lão ta mới bất đắc dĩ mang theo tiểu thiếp ra ngoài giao lưu. Yến Vô Song chất vấn lão thừa tướng, giờ đây cô ấy không còn ngốc nữa, tại sao vẫn cứ mang theo mụ dì ghẻ đến dự tiệc. Mụ dì ghẻ đứng lên chê trách phu nhân không đủ khả năng, chưa nói đến cái gì âm nhạc hội họa, nội cái lễ nghi thôi cũng đã không biết dạy con gái, lấy tư cách gì mà tiến cung. Yến Vô Song cay rồi đấy, cô nàng tuyên bố mình có tài năng toàn diện. Nữ chính gài thế yêu cầu lão thừa tướng phải giao lại việc quản lý thừa tướng phủ cho mẫu thân của mình nếu cô ấy thể hiện tài năng trước mặt mọi người. Hoàng đế và hoàng hậu đồng ý với giao kèo này. Nữ chính không nói hai lời mà tiến lên nhảy vũ điệu làng lá. Mọi người cũng cảm thán cô em có tài, cơ mà vũ điệu này mặc dù lạ mắt nhưng khiến người xem phải công nhận rất đẹp. Hoàng đế tất nhiên không ngại mà tán tụng thừa tướng có con gái ngoan. Bất ngờ vị nương nương đang cười nói thì hộc máu ngất xỉu ngay tại chỗ. Thái y kiểm tra thì kết luận quý phi nương nương đã bị trúng độc trước khi dự tiệc. Hoàng hậu tức giận chất vấn cung nữ đã cho quý phi ăn thứ gì trước đó. Cung nữ nghe xong lạnh bim bim, cô ta vội chỉ sang Yến Vô Song để mà tố cáo, bởi vì trước đó hai người từng gặp nhau ăn thứ gì đó. Hoàng hậu nhanh gọn lẹ mà chụp mũ Yến Vô Song mưu sát quý phi, ra lệnh bắt giam chờ ngày xét xử. Vương gia đứng ra ngăn cản, sao có thể để lời nói một cung nữ mà vu oan cho đại tiểu thư thừa tướng phủ, còn ra thể thống gì? Bé cung nữ bắt đầu dựng chuyện nghe rất hợp lý, cô ta cho rằng Yến Vô Song đã thả bột phấn độc vào tô bún của quý phi. Hoàng hậu tất nhiên mượn cớ tấn công. Bà ta cho rằng lúc chiều Yến Vô Song không vào trong chào hỏi, rõ ràng là âm mưu muốn giết chết quý phi. Nữ chính cũng bó tay, cô ấy chỉ tình cờ thấy quý phi ăn bún ốc, không có chứng cứ nào có thể buộc tội cô ấy. Hoàng hậu vẫn nói càng đòi cô em chứng minh mình vô tội. Nữ chính giải thích cô ấy chưa từng biết quý phi trước đây, không có động cơ để mà ám sát cô ấy. Hoàng hậu nào quan tâm, bà ta ra lệnh lôi con em xuống tra hình bức cung cho bằng được. Vương gia tất nhiên đứng ra cản lại. Hoàng hậu chất vấn phải chăng vương gia là kẻ chủ mưu. Vương gia giải thích Yến Vô Song là hộ vệ của hắn ta, thế nên vương gia cầu xin hoàng đế cho cô ấy cơ hội. Hoàng đế cũng không làm khó, mà là hù dọa,
nếu bọn họ không tìm ra được hung thủ, vậy thì đừng trách ông ta xử trảm cả hai. Yến Vô Song lúc này đang rất gấp mà đi qua đi lại, cô ta chất vấn vương gia tại sao vẫn bình chân như vậy. Gã vương gia muốn đọc sách tìm hiểu, tại sao quý phi lại cố tình ăn một món bún hôi như vậy. Nữ chính đành phải cắt nghĩa cho hắn ta, món đó gọi là bún ốc, mặc dù bên ngoài trông có vẻ hôi nhưng ăn vào thì ngon bá cháy bò chét. Nữ chính có chút khó hiểu, lão thái y nói quý phi bị trúng độc thạch tín, thế nhưng nếu cô ấy bị nhiễm thạch tín lúc ăn bún thì phải phát độc ngay tại chỗ, làm sao có khả năng dự tiệc được. Vương gia nghe vậy liền kết luận quý phi bị đầu độc ngay khi dự tiệc và hung thủ là những người đã có mặt ở hiện trường. Buổi tối nữ chính nhà ta chơi trò đặc công giống kiếp trước, chỉ là bị vương gia cười nhạo làm trò gì thế. Hắn ta nhắc nhở cô em chảy nước dãi luôn rồi kìa. Nữ chính ngạo kiều đáp lại, cô em đã từng nhìn thấy trai đẹp sáu múi nhiều rồi. Gã vương gia cũng thắc mắc muốn biết rốt cuộc ai đẹp trai hơn hắn, cơ mà tên này sáp sáp lại gần khiến cô em đề phòng. Yến Vô Song lấy ra bộ đồ gián điệp đưa cho vương gia. Thế nhưng gã này bơ luôn mà rời đi. Nửa đêm hai người lén lút tiến tới cửa cung, nữ chính dầu dĩ cổng thành quá cao khó mà leo vào. Ai mà ngờ vương gia không hề che giấu mà tiến thẳng tới rồi móc ra lệnh bài. Hóa ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy, tất nhiên hoàng đế đã ban tặng ngọc bài để hai người tiện điều tra. Nữ chính tức tối tại sao hắn ta lại không nói gì hết, làm cô em phải chuẩn bị một đồng thứ. Ở bên trong gã bát hoàng tử đang mắng chửi cung nữ, hắn cho rằng cô ta đã ám sát mẫu phi của mình. Cô cung nữ nhất quyết tỏ ra mình bị oan, quý phi có ân với cô ấy nên cung nữ tuyên bố mình là người hầu trung thành. Hai người yêu cầu cung nữ dẫn tới phòng của quý phi để mà điều tra. Thấy vương gia cứ lục lọi lung tung, nữ chính tự tin tiến đến gầm giường mà lấy ra một gói thuốc. Quả nhiên bên trong là chất độc thạch tín. Cung nữ nghe xong liền vội chạy trốn ngay lập tức. Chẳng mấy chốc mà cấp dưới báo cáo đã phát hiện xác của cung nữ dưới giếng. Yến Vô Song kiểm tra thi thể liền kết luận đây không phải tự sát, mà là có người đã giết người ném xác. Nữ chính kiểm tra miệng giếng trông rất sạch, kết luận giếng này trước đây từng đóng và kẻ sát nhân đã cố tình mở nó ra để phi tang cái xác. Cô nàng chợt nhớ tới lời của bát hoàng tử, hắn ta đã từng nhìn thấy một cung nữ đưa thuốc độc cho Xuân Thúc. Thế là cô em cung nữ bị ép hỏi bức cung tới lạnh mông, cô ta tỏ ra rất vô tội. Lần trước Xuân Trúc than phiền trong phòng có nhiều chuột, thế nên cô ấy mới cấp thạch tín cho Xuân Trúc để diệt chuột mà thôi. Manh mối hiện tại có vẻ như rơi vào ngõ cụt. Bát hoàng tử bỗng nhiên xuất hiện tuyên bố biết kẻ sát nhân là ai. Trước khi Xuân Trúc chết đã từng ám chỉ cho bát hoàng tử biết nơi cất giữ bức thư tay. Hóa ra hoàng hậu đã dùng tính mạng cả nhà Xuân Trúc để đe dọa. Cô em cung nữ ban đầu cho rằng chỉ là thuốc phá thai, ai mà ngờ lại là thuốc độc. Hoàng hậu cũng ép Xuân Trúc đổ lỗi cho Yến Vô Song. Tội nghiệp bát hoàng tử, bỗng dưng lại trở thành kẻ mồ côi. Hoàng đế cũng đã đọc được bức thư tay, thế nhưng thái độ của lão ta không muốn truy cứu thêm nữa. Vương gia cũng đành phải nói rõ vụ án đã có manh mối, còn việc xử lý thế nào thì do hoàng đế quyết định, hắn chỉ đơn giản muốn giải oan cho Yến Vô Song mà thôi. Hoàng đế cuối cùng đành phải khép lại vụ án, ban cho bát hoàng tử một khu đất phong theo đúng tâm nguyện của quý phi. Trên đường trở về, nữ chính tỏ ra vô cùng tức giận, chẳng lẽ vì bà ta mang danh hoàng hậu nên muốn giết ai thì giết rồi làm gì thì làm. Vương gia giải thích chuyện này không phải là lần đầu, trong 10 năm qua đã có hơn 30 vụ án như thế ở hậu cung. Nữ chính chất vấn rốt cuộc hoàng đế ở đâu, tại sao không can thiệp. Thế nhưng vương gia giải thích chuyện trong cung rất phức tạp, phía sau hoàng hậu là thế lực rất hùng mạnh, đến cả hoàng đế cũng phải e dè. Nữ chính lẩm nhẩm đúng là xã hội man rợ, cô nàng chửi đổng đám người cầm quyền bọn họ thật là bẩn thỉu. Yến Vô Song vẫn còn tức giận, thế nên cô ấy muốn trả thù, cô em lại vác theo cây kiếm to tổ bố để đánh đập hoàng hậu một cách tàn nhẫn. Vương gia tất nhiên là đoán được cô em vừa mới làm gì. Quả nhiên hoàng hậu mặt mũi bầm dập khóc lóc mắng vốn hoàng đế. Mọi người tất nhiên chẳng biết rốt cuộc là làm sao. Thế nhưng thái tử nhận ra chuyện này quá quen thuộc, cái gương mặt đầu heo này chắc chắn là tác phẩm của Yến Vô Song. Gã thái tử không có ý định nói ra sự thật, bởi vì lúc này hắn ta đã mê mẩn Yến Vô Song mất rồi. Mẫu thân tò mò hỏi con gái yến tiệc thế nào, nữ chính than phiền toàn là một lũ ngu ngốc tập trung lại với nhau. Cô em chợt nhớ có một món nợ chưa kịp đòi, lần trước cô ấy đã thắng cược ở bữa tiệc. Yến Vô Song không đợi được mà tìm đến mẹ con mụ dì ghẻ để đòi lại chìa khóa kho và sổ sách quản lý gia tộc. Mụ dì ghẻ lấy cớ việc bàn giao cần nhiều thời gian để sắp xếp, khuyên bọn họ nên kiên nhẫn. Nữ chính tất nhiên không đồng ý, muốn bọn họ phải thực hiện giao ước ngay lập tức. Mụ dì ghẻ lấy cớ các cửa hàng đang chuyển giao nhân sự rắc rối phức tạp.
Yến Vô Song không quan tâm, tên nào láo lều thì đuổi luôn không cần lăn tăn. Điều quan trọng nhất chính là bọn họ phải trả lại của hồi môn của mẫu thân cô ấy ngay trong ngày hôm nay. Hai mẹ con mụ gì ghẻ đành phải nhượng bộ lui binh. Yến Vô Song vui vẻ mà mang theo một đống tài sản đưa cho mẫu thân. Nữ chính vui vẻ đến chỗ vương gia kiểm tra, cơ mà gã hộ vệ lại chặn cô em không cho vào. Nữ chính mới chợt nhận ra hôm nay chính là đêm trăng tròn, cô em hốt hoảng lo lắng xông vào. Vương gia lúc này quá lạnh mà không kìm được ôm chặt Yến Vô Song, nữ chính bảo tên hộ vệ mang đến chăn mền càng nhiều càng tốt. Cô nàng quyết định chịu đựng cái lạnh giá này với vương gia. Ngày hôm sau lão đại phu đến kiểm tra, lần này ông ta cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của vương gia tổn hại nghiêm trọng, sợ là khó cầm cự tới tháng sau. Nữ chính chất vấn tại sao bọn họ không tìm cách cứu trị vương gia. Gã hộ vệ giải thích 3 năm nay mọi người đã cố gắng hết sức, bọn họ tìm ra phương thuốc để điều trị, tiếc là vẫn còn đúng một dược liệu quan trọng chưa tìm thấy. Gần đây bọn họ nhận được tin tức viêm long thảo này được phát hiện trong một khu rừng kỳ dị. Thế nhưng nơi đó hiện tại vô cùng nguy hiểm, chỉ có đi chứ không có về. Yến Vô Song nghe vậy liền quyết định đi tìm, vương gia bỗng tỉnh lại nắm chặt tay cô em. Hắn tất nhiên không cho phép cô em đi mạo hiểm như thế. Nữ chính có chút nức nở sợ hắn chết, cô nàng lấy cớ là sau này không có người trả lương cho mình. Vương gia đề nghị Yến Vô Song hãy gả cho mình, nếu hắn chết thì toàn bộ vương phủ sẽ thuộc về cô ấy. Nữ chính tức giận mà túm cổ áo hắn ta, cô em hờn dỗi rời đi. Ngày hôm sau cô em lang thang giữa rừng, lấy cớ là vì lương tháng nghìn lượng mà thôi. Thế nhưng cô em không biết thứ dược liệu đó mọc ở đâu. Vương gia bỗng nhiên xuất hiện khen cô nàng tích cực, thế nên sẽ tăng lương cho cô em lên gấp đôi. Nữ chính nghe vậy liền xòe tay xin tiền không chút e ngại. Bỗng nhiên có giọng eo éo vang lên, nói cái gì mà rừng này do ai đó trồng, lộ này chẳng ai mở cả, nhưng muốn qua đây thì phải nạp tiền. Nữ chính vội lấy ra sấp tiền mới tình ra khè lửa đám sơn tặc. Cô nàng giả vờ hỏi bọn hắn phí mãi lộ là bao nhiêu. Tên lùn tuyên bố mỗi người 1.000 lượng, cũng rẻ lắm nên không giảm giá. Nữ chính gật gù tỏ vẻ đồng ý, sau đó cô nàng túm cổ áo nhấc bổng tên lùn. Vương gia thì tranh thủ hai thanh niên đang hóng hớt mà đập đầu luôn. Tên lùn khóc lóc chịu thua, nữ chính nhà ta muốn mãi lộ ngược lạ, đòi tên lùn 7.000 lượng khiến hắn ta phát run. Chẳng mấy chốc mà nữ chính nhà ta chiếm núi xưng vương, bắt toàn bộ sơn tặc phải cống nạp cho mình 10 vạn lượng. Một tên trong số đó tức giận chửi đồng, sao không đi ăn cướp luôn đi, cả đời hắn còn chưa biết tới con số 10 vạn là gì. Yến Vô Song cầm cây búa to tổ bố mà bay xuống đập cho tên kia muốn phọt kít ra ngoài. Đám sơn tặc còn lại tất nhiên là quẹo không dám trái lời. Thế là toàn bộ gia sản của sơn tặc cướp đoạt bấy lâu nay phải móc ra giao cho Yến Vô Song. Nữ chính cũng bối rối, nhiều thế này thì mang vác mệt lắm. Vương gia gợi ý hãy dùng tiền sinh ra tiền. Nữ chính nghe xong cảm thấy rất thú vị, cô nàng muốn kinh doanh trở thành phú bà nghìn tỷ. Thế là đám sơn tặc lại bị gọi tập trung lần nữa, cô nàng tuyên bố mình sẽ là sếp của bọn hắn. Tên sơn tặc lúc sáng muốn nói gì đó nhưng nói hổng được. Kết quả bị đám sơn tặc còn lại đánh hội đồng. Sau khi bàn giao công việc, nữ chính nhà ta quyết định rời đi. Trước đó cô còn giao ra một danh sách hồ sơ của những kẻ tham quan, yêu cầu đám sơn tặc gặp được bọn này thì phải trấn lột cho bằng sạch. Đám sơn tặc tất nhiên hưởng ứng ngay theo, bọn họ cho rằng được làm việc cho vương gia là có thể tẩy trắng hồ sơ, ngu sao không làm. Nữ chính mệt mỏi vác cái thân trên phố, tự hỏi tại sao không mua một con ngựa. Vừa khéo bọn họ nhìn thấy quán trà đằng trước, thế là hai người quyết định vào trong uống tí nước giải khát. Thế nhưng cả hai chợt nhận ra bên trong nước có vấn đề, hai người tương kế tựu kế mà giả vờ trúng thuốc mê. Cơ mà bọn người ngất nhanh quá khiến nữ chính không kịp trở tay đành phải tuyên bố tôi chết rồi. Hai người chủ quán sau đó lục lọi muốn tìm thứ gì đó trên người binh lính. Vương gia và nữ chính không giả chết nữa mà đánh ngất hai người kia. Sau khi nhìn vào tờ mật thư thì bọn họ đoán rằng hai kẻ này chính là gián điệp của nước địch. Đang có ý định giao lại chuyện này cho quan viên địa phương, hai tên gián điệp đã cắn thuốc độc tự sát. Được cái sau vụ này bọn họ lại có hai con ngựa trông béo tốt. Bất ngờ một gã quý tộc khen hai con ngựa đẹp, sau đó hắn ta mới nhận ra Yến Vô Song là mỹ nhân. Tên này muốn dây dưa muốn tán tỉnh, vương gia vội đứng ra để mà tỏ thái độ. Gã quý tộc tất nhiên tức giận mà yêu cầu vương gia mau chóng cút. Yến Vô Song tức điên hỏi hắn ta đi tiểu không biết cúi đầu à, phải ngắm gương mặt của mình đi chứ. Gã quý tộc bắt đầu khè lửa, hắn nổ rằng nhà hắn mặt phố, bố hắn ta là tỉnh trưởng làm to, nghe có sợ chưa? Nữ chính cũng giả vờ óng ẹo mà vờn tên này một lúc, sau đó thì trở mặt xông lên mà đánh đập hắn ta vô cùng tàn nhẫn.
Gã quý tộc năn nỉ vương gia mang cọp cái đi càng xa càng tốt, hắn ta sáng sớm ra đường quên xem ngày đây mà. Cô nàng hù dọa sau này gặp hắn ta lần nào là đánh đập lần ấy. Hai người sau đó cưỡi ngựa tiến đến một khu rừng kỳ lạ. Theo như tin đồn thì mọi người càng đi sâu vào khu rừng thì càng dễ bị mất tích. Đi một lúc thì cả hai nhận ra vấn đề, nơi này quá yên lặng không một tiếng chim chóc. Tiếp đó một làn khói trắng kỳ dị bao vây lấy bọn họ, nữ chính vội xuống ngựa đưa cho vương gia thuốc giải. Hai người sau đó nấp vào một gốc cây để quan sát tình hình xung quanh. Đợi khi sương mù tan hết, cả hai quyết định tiến vào sâu hơn để tìm kiếm. Bất ngờ một cơn động đất khiến cho hai người phải ngồi sụp xuống đầy lo lắng. Cơ mà sau đó bọn họ có chút ngượng ngùng mà nhìn nhau. Đi một lúc thì hai người bị vây sát một lần nữa, mặc dù không biết là ai nhưng nữ chính tuyên bố muốn giết tất cả. Sau một lúc cả hai mới nhận ra khu vực này đang bị binh sĩ Kim Quốc bao vây. Bọn họ quyết tâm tiến vào hang ổ để kiểm tra, cơ mà đám binh lính này có vẻ như ít đề phòng vì cho rằng nơi này rất bí mật. Chẳng mấy chốc mà cả hai làm gỏi tất cả đám binh sĩ. Nữ chính kiểm tra thì phát hiện một hòm kho báu đầy ắp. Vương gia sau khi đọc mật thư thì mới biết hóa ra binh sĩ Kim Quốc đang khai thác mỏ vàng ở đây. Bọn chúng còn bắt con dân Đại Nam làm nô lệ khai mỏ. Nữ chính nghe xong mà tức giận, vừa khéo tên mập đã tỉnh lại nên bị cô nàng đập cho trẹo cổ. Dọc theo hang động một lúc thì hai người đã tìm được mỏ vàng. Yến Vô Song tuyên bố mỏ vàng này do cô tìm được nên muốn độc chiếm, cơ mà cô nàng tỏ ra tốt bụng tặng cho vương gia 10%. Vương gia tỏ ra ngạc nhiên, từ khi nào mà cô em hào phóng như vậy? Nữ chính bẽn lẽn cười nói, cô ấy cần người mang vàng về nhà, thế nên mới cho vương gia một phần hi hi. Sau khi ra ngoài, hai người cuối cùng tìm được viêm long thảo, tưởng thế nào, hóa ra chỉ là bụi cỏ màu hồng. Hai người vội vã mà chạy về kinh đô ngay lập tức, sau khi có dược liệu bọn họ tức tốc muốn điều trị. Yến Vô Song có chút lo lắng khi nhìn thấy vương gia hàn khí toát ra, sau một lúc thì vương gia hộc máu độc, có vẻ như hắn ta đã lành bệnh thật sự. Ở thừa tướng phủ, mụ ma ma lấy cớ muốn lấy tiền chi tiêu cho cả phủ thừa tướng, thế nên bà ta đành phải tiến để chỗ phu nhân để giật đồ. Hai người phụ nữ giật kéo co trông mà kinh thật. Yến Vô Song vừa khéo về kịp mà xô mụ ma ma xuống đất, cô nàng thề rằng phải để cho mọi người biết rằng ai mới là chủ nhân của cái nhà này. Chẳng mấy chốc mà nữ chính lôi mụ ma ma đến trước mặt lão cha. Thừa tướng trách mắng con gái, bắt cô nàng phải xin lỗi dì Lưu. Thế nhưng nữ chính vạch trần tội ác mụ dì ghẻ, xúi dục người hầu đến chỗ phu nhân cướp đồ. Mụ dì ghẻ khóc lóc giả danh trà đào, bà ta lấy cớ để mà nũng nịu ấy mà. Thừa tướng tất nhiên bênh vực tiểu thiếp, cho rằng hai mẹ con Yến Vô Song quá ích kỷ. Nữ chính vỗ tay khen hay, sau đó cô nàng xúi dục mẫu thân ly dị. Thừa tướng hù dọa, nếu một người phụ nữ rời khỏi nhà sẽ bị người ta ức hiếp. Nữ chính nói móc họng, ở đây chẳng phải bọn họ cũng đang bị bắt nạt hay sao, làm như tốt đẹp lắm không bằng. Thừa tướng bị kích động mà chấp nhận ly dị, sau đó đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà trong đêm. Ngày hôm sau hai con em Trà Xanh thấy Yến Vô Song dọn nhà mà tỏ ra ghen tị, từ khi nào mà phủ thừa tướng của cô ta lại nhỏ hơn so với đối phương. Cô em công chúa lại gièm pha, nghe nói thái tử đích thân tặng bức tranh do hắn ta tự vẽ để làm quà tân gia. Yến Ngữ Nhi cho rằng tỷ tỷ của mình đang quyến rũ thái tử, thế là cô em nảy ra mưu hèn kế bẩn. Cô em nhờ vị công chúa giúp đỡ dạy dỗ cho Yến Vô Song một bài học. Công chúa ngu ngốc tất nhiên đồng ý không chút do dự. Cố Tây Việt ngu ngốc nghe lời công chúa đến quấy rối, kết quả là bị đập cho thành đầu heo luôn. Nữ chính cảnh cáo hắn ta, sau này ra đường gặp cô ấy phải đi đường vòng, nếu không thấy lần nào sẽ đập hắn ta lần đó. Cố Tây Việt khóc lóc chạy về Mecca, lão chọc nghe nói con trai bị ức hiếp liền không do dự muốn trả thù. Nữ chính kiểm tra quà thì thấy một bức tranh lạ hoắc. Vương gia vừa khéo xuất hiện chê bai bức tranh xấu xí, hắn ta tuyên bố bức tranh này là giả nên ném đi. Vương gia sau đó khoe ra bức tranh do tự tay mình vẽ, hắn ta giả vờ chỉ là rảnh rỗi nên vẽ chơi mà thôi. Gã thuộc hạ bên cạnh cười hí hí, tất nhiên hắn ta không vạch trần lời nói dối của vương gia rồi. Vương gia nhắc nhở cô em là Cố Tây Việt có lão cha là tướng quân rất bạm trợn. Vừa nói tới lão chọc thì lão chọc đã xuất hiện la làng, lão ta tuyên bố muốn trả thù cho con trai. Lão chọc ra vẻ hiệp sĩ không muốn đánh phụ nữ, yêu cầu Yến Vô Song tự vả mặt. Nữ chính tự nhận mình xinh đẹp nhưng mà không có ngốc. Bất ngờ mẫu thân xuất hiện bảo vệ con gái. Lão chọc nhìn thấy phu nhân liền quẹo mà xin lỗi rối rít. Lão ta cảm thán không ngờ hôm nay lại gặp được mỹ nhân khiến lão ta rung động. Vừa khéo thằng con trai hớn hở xuất hiện hỏi lão cha sao rồi.
Kết quả là Cố Tây Việt lại bị lão cha đánh cho bầm dập chẳng hiểu tại sao. Lão chọc này thuộc lại vì sắc quên con, lão ta lôi Cố Tây Việt đến để nịnh bợ mẹ con Yến Vô Song. Cặp đôi đứng ngoài mà cười không thôi, tất nhiên bọn họ cũng không có ý định cản trở hai người trung niên đến với nhau. Yến Ngư Nhi bỗng nhiên xuất hiện nói nhảm chê cười. Nữ chính không chút do dự mà vả mặt cô em xuống đất. Con em trà xanh tức điên chỉ biết hù dọa, đợi sau này cô ấy trở thành thái tử phi thì sẽ đẹp mặt. Yến Ngư Nhi sau đó đưa ra thiệp cưới giữa mình và thái tử để thị uy. Vương gia an ủi cô em nếu không muốn đi không ai ép, thế nhưng nữ chính nhà ta rất vui vẻ tham dự. Đang giữa buổi lễ, Yến Ngư Nhi giả vờ như đã bị mất cắp chiếc vòng tay. Cô em công chúa hùa theo, bày đặt làm thám tử Conan mà cho rằng kẻ trộm chính là những người có mặt ở đây. Ngay lập tức một mụ ma ma đứng ra tuyên bố đã nhìn thấy Yến Vô Song đánh cắp. Thật ra trước đó bà ta đã lén lút nhét vòng ngọc vào người của Yến Vô Song. Nữ chính giả vờ ngây thơ vô số tội, có biết gì đâu chứ. Công chúa và hoàng hậu phối hợp, muốn ép Yến Vô Song phải để người khác kiểm tra. Nữ chính nhà ta tỏ ra rất phối hợp điều tra. Cung nữ lục lọi sờ mó một lúc thì lắc đầu không phát hiện, mấy con em trà xanh bật thốt không thể nào. Hóa ra trước đó Yến Vô Song đã sớm phát hiện chiếc vòng ngọc trên người, thế nên cô em tương kế tựu kế mà chơi với bọn họ. Tội nghiệp mụ mama, lần này thì chẳng ai cứu được bà ta cho tội vu khống. Nữ chính không dừng lại ở đó, cô nàng tuyên bố kẻ trộm vẫn còn ở đây. Công chúa tức giận khi bị nghi ngờ, kết quả vòng tay từ trên người cô ta rơi xuống. Trước đó Yến Vô Song đã cố tình tiếp cận mà nhét vòng tay lên người công chúa. Tội nghiệp công chúa trà xanh, lần này thì hoàng hậu cũng khó cứu, cô em bị lôi đi một cách nhục nhã hu hu. Yến Ngữ Nhi làm nũng với thái tử, con chị gái có cái gì tốt đẹp mà ai nấy đều bênh vực. Thái tử tức giận vả mặt cô em, chuyện hôm nay người sáng suốt đều nhìn ra Yến Ngữ Nhi cố tình gây rối, biến hôn lễ của hắn ta trở thành một trò đùa. Vương gia thắc mắc tại sao Yến Vô Song nhét vòng tay cho công chúa. Nữ chính giải thích có hai nguyên do, một là vì cô ấy thấy công chúa đã xấu rồi còn ngu lì. Lý do thứ hai là muốn cho Yến Ngữ Nhi bị xấu mặt trước mọi người, cuộc sống hôn nhân sau này của cô ta cũng sẽ không được yên bình. Bất ngờ một đứa trẻ hoảng sợ chạy đến, hai người vội đứng ra bảo vệ. Gã thuộc hạ của thái tử sau đó xuất hiện, hắn đang tìm một đứa trẻ trộm cắp, thế nhưng vương gia giả vờ không nhìn thấy ai cả. Nữ chính nhận ra sự thật đằng sau có vấn đề, cô nàng tạm thời chăm sóc đứa bé ở nhà mình. Bất ngờ gia đình cấp báo, người của thừa tướng đã bắt phu nhân trở về. Nữ chính tức giận mà xông đến phủ thừa tướng. Gã gia đình chặn lại không cho phép cô nàng tiến vào, hắn ta còn trách mắng Yến Vô Song đã phá rối tiệc cưới của nhị tiểu thư, thế nên cần phải vả mặt. Tên gia đình tỏ vẻ rất hào phóng, cho phép nữ chính tự vả bản thân. Cô nàng nào nhịn được, ra lệnh lão chọc xông lên đánh đập tàn nhẫn. Tội nghiệp tên gia đình láo lều bị đạp cho không thương tiếc. Lão chọc tuyên bố dù đầm rồng hang hổ cũng phải cứu người đẹp trở về. Hai người sau đó vào thì phát hiện phu nhân đang bị trói gô trên ghế. Gã gia đình khôn khéo đi báo quan, tên quan viên nghe bảo có hai kẻ dám xông vào phủ thừa tướng quậy quạn. Cơ mà cặp đôi già sau chuyện này cũng bắt đầu manh nha mà chiếu chiếu lẫn nhau, tình yêu có từ nơi đâu, êm êm một khúc sông cầu. Đứa trẻ lúc này cũng đã tỉnh lại, Yến Vô Song cũng đã nắm được tình hình, đứa bé cùng cha từ Thanh Châu đến Kinh Đô để mà kêu oan. Đứa bé tuy nhỏ nhưng rất lanh lợi, kể từ khi Thanh Châu bị lũ lụt, quan lại địa phương cấu kết lẫn nhau ăn chặn lương thực cứu trợ. Kết quả là dân chúng chết vì thiên tai thì ít, chết vì nhân họa mới nhiều. Bé con bảo rằng khi bọn họ vừa đến kinh thành thì lão cha đã bị người lạ bắt đi. Vương gia đoán rằng chuyện này liên quan đến thái tử. Nữ chính nghe xong vô cùng tức giận, đến cả tiền cứu trợ nạn dân mà bọn này nỡ lòng nào cướp đoạt. Thế nhưng chuyện này quá lớn, vương gia quyết định cho người điều tra tìm kiếm chứng cứ xác thực. Thái tử bên này vô cùng tức giận mà tra tấn người đàn ông, hắn ta hỏi thuộc hạ rốt cuộc đã tìm được đứa bé hay chưa. Một gã binh lính đã nhìn thấy thái tử xuất hiện. Chẳng mấy chốc mà vương gia đã biết được nơi giam giữ của cha đứa bé. Chỉ là nơi này phòng thủ vô cùng chặt chẽ, bọn họ quyết định cứu người trước rồi tính sau. Ngày hôm sau Yến Vô Song giả vờ tốt bụng đến thăm em gái, Yến Ngư Nhi nghe xong mà muốn nôn ọe. Nữ chính giả vờ chúc mừng muội muội đã mang thai, cô em gái mượn dịp mà khoe khoan, nói cái gì mà thái tử rất yêu thương mình. Vừa khéo thái tử xuất hiện, chỉ là hắn ta niềm nở săn đón Yến Vô Song mà bơ luôn cô vợ. Tội nghiệp con em gái, ăn phải cục tức lãng xẹt thế này. Nữ chính nhà ta nhịn buồn nôn để mà giả vờ cười nói với gã thái tử, sau đó cô nàng không nhịn được nữa mà đánh ngất hắn ta.
cô nàng còn có tuyệt chiêu giả giọng giống thật để đánh lừa thuộc hạ bên ngoài. Người của vương gia cũng tranh thủ mà cứu người, nữ chính nhà ta xuất hiện để dọa ma bọn họ. Sau khi trở về, hai cha con gặp nhau mà mừng rơi nước mắt. Người đàn ông sau đó không biết từ đâu lấy ra bức thư máu của nạn dân. Vương gia nhìn xong mà vô cùng tức giận, quyết định phải làm sáng tỏ vụ này. Ngày hôm sau, vương gia tiến vào hoàng cung để giao chứng cứ cho hoàng đế. Hoàng thượng nhìn xong mà vô cùng tức giận. Lão ta vội gọi thái tử đến đối chất, tội nghiệp gã thái tử, chưa kịp làm gì đã bị hạ bệ một cách chóng vánh. Hai cha con hết việc thì về, bọn họ cảm tạ sự giúp đỡ của hai người. Nữ chính lúc này mới nhớ mà hỏi thăm vương gia có bị thương đêm qua không. Tên này giả vờ như bị đau cổ tay, cô nàng tỏ vẻ lo lắng nhưng sau đó phát hiện mình bị lừa. Vương gia nhân cơ hội cự ly gần mà muốn chơi trò chụp giật, chỉ là nữ chính nhanh miệng lẹ mắt mà hôn hắn ta cái chụt. Hai người đang muốn mân mê làm thêm cái nữa thì gã thuộc hạ bất ngờ xuất hiện phá đám. Tên này che mắt mà như hổng che, làm sao con nhà người ta dám hôn nữa chứ. Ở bên khác, Yến Ngữ Nhi tỏ ra tức giận với thái tử ngu ngốc, giờ thì hay rồi, trở thành dân thường khốn khổ. Cô em có quyền tức tối, bởi vì suýt chút nữa trở thành hoàng hậu rồi. Thái tử nghe thấy phiền mà vả mặt cô em. Yến Ngữ Nhi lần này không nhịn nữa mà xông lên phản đòn. Kết quả là bị thái tử tức giận đánh đập tàn nhẫn đến hư thai. Thái tử vẫn chưa hết hy vọng, hắn ta thầm thề sẽ đòi lại tất cả. Vài ngày sau, vương gia ăn mặc rất sang trọng, hắn ta dụ dỗ Yến Vô Song đi cùng mình. Nữ chính thắc mắc rốt cuộc bọn họ đang đợi ai, chẳng lẽ là người tình nhỏ. Vương gia tiết lộ rằng cứ mỗi 3 năm là các sứ thần nước láng giềng ghé thăm. Vừa khéo lần này sứ đoàn còn mang theo cả công chúa xinh đẹp. Yến Vô Song có cảm giác ghen tị mà tỏ ra tức giận rồi đó. Trong bữa tiệc sinh nhật hoàng đế, Chiêu Dương công chúa chủ động nhảy múa góp vui. Hoàng hậu nhiều chuyện muốn hỏi nhân duyên của công chúa. Chiêu Dương muốn mượn cơ hội để mà nói ra tiếng lòng với vương gia. Hoàng hậu có vẻ như muốn phối hợp, thế nhưng hoàng đế vội cắt ngang bọn họ. Gã Hỏa Liệt thấy vậy liền đứng lên tuyên bố hắn ta có người ái mộ trong lòng. Hỏi ra mới biết tên này đang ngắm mục tiêu là Yến Vô Song. Hắn ta bỗng nhiên nhắc đến kể từ hôm đó gặp mặt, hắn ta đã chót yêu cô nàng không thể kìm lại được. Nữ chính nhà ta rất là khó đỡ, tự nhiên bị dính đạn. Vương gia đứng ra từ chối, tuyên bố con gái đại nam chưa từng cưới ngoại quốc. Chiêu Dương mượn cơ hội lên tiếng, cô em tỏ vẻ muốn được gả cho vương gia. Hoàng đế cũng có chút khó xử vụ này. Vương gia không muốn phiền phức nữa mà tuyên bố hắn ta đã có người yêu thích, không ai khác chính là Yến Vô Song. Hai người vui vẻ trở về mà cười tủm tỉm không nói tiếng nào. Thế là cả hai bị trúng khói mê mà ngất ngay tại chỗ. Hai anh em tỏ vẻ đêm nay mỗi người một vé, thế là chuyện vui nhân đôi. Chỉ là khi công chúa vào phòng muốn check-in thì thấy có gì đó sai sai, hóa ra chẳng hề có vương gia mà là tên Hỏa Liệt mắm thối. Cặp đôi đứng ngoài cửa mà đắc ý, nữ chính oán trách tưởng đâu âm mưu tầm cỡ quốc tế thế nào, hóa ra thật nhàm chán. Vương gia có vẻ buồn ngủ mà lật xe luôn. Sáng sớm nữ chính nhà ta trêu chọc vương gia phải chăng tiếc nuối không cưới được công chúa nên ngất xỉu. Vương gia trêu chọc ngược lại, hắn ta ngửi thấy mùi giấm ghen đâu đây. Bất ngờ gã thuộc hạ thông báo sứ thần Kim Quốc đã chết ở dịch trạm. Chuyện này đã khiến cho hoàng đế lo lắng mà ra lệnh vương gia điều tra. Hai người sau khi kiểm tra xác nhận thì đoán chắc rằng đám sứ thần này vừa ăn cướp vừa la làng. Mục đích là muốn câu kéo thời gian để ở lại Đại Nam mưu đồ. Ở hoàng cung, thái tử và cậu của mình tìm gặp hoàng hậu để bàn chuyện. Cơ mà bà hoàng hậu cũng lo lắng bọn họ đang dẫn sói vào nhà. Thái tử cam đoan chỉ đang lợi dụng người Kim Quốc, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ nhúng chàm vào hoàng cung. Hắn ta đưa ra gói thuốc độc, nhờ hoàng hậu bỏ vào đồ ăn của hoàng đế. Yến Vô Song bên này liên lạc với đám sơn tặc để mà phòng hờ. Cô nàng chất vấn rốt cuộc bọn họ mang theo bao nhiêu người, ban đầu cô nàng cho rằng 300 người, thế nhưng thấy mấy tên tiểu đệ không quá đáng tin cậy nên nghĩ rằng 100 người. Kết quả tên lùn bảo rằng bọn họ đã chiêu mộ 3 vạn người. Nữ chính sau mới biết đám sơn tặc đã sử dụng hết vàng cô ấy tích góp để mà tuyển người thì có chút choáng váng. Uống công cô em kiếm tiền bấy lâu nay, cô nàng tức giận ra lệnh mang theo 3 vạn người tới đây. Sáng sớm Yến Vô Song kể khổ chuyện đám đàn em tự tiện xài hết tiền. Thế nhưng vương gia nghe xong rất vui, chút đỉnh vàng bạc mà đổi được nhân lực 3 vạn rất đáng. Cô em tức rồi đấy nhưng mà chuyện đã rồi. Hoàng đế bên này đang hỏi thăm tình hình dạo gần đây, chỉ là khi ông ta vừa uống canh xong liền lật ngang vì trúng độc. Hoàng hậu và thái tử sau đó xuất hiện để đe dọa, thái tử muốn ép hoàng đế viết lại chiếu chỉ nhường ngôi cho hắn ta.
Vương gia mang thư lệnh bài vào cung nhưng bị cản lại, bọn họ lấy lý do hoàng đế ngả bệnh nên không muốn tiếp kiến. Ở bên khác, Yến Vô Song cũng muốn tiến vào hoàng cung thì bị người Kim Quốc cản lại. Nữ chính không hề e ngại mà ra lệnh đàn em xuất hiện, muốn lấy đông để mà hiếp yếu đây mà. Ở bên trong, gã có dâu ỉ mình đội nón lá nên rất láo lều. Thế nhưng Yến Vô Song cùng 30.000 đàn em xuất hiện khiến cho hắn ta choáng váng. Thái tử mặc dù thấy bị bao vây nhưng không hề sợ hãi, hắn cho rằng đã có chiếu chỉ nhường ngôi. Ai mà ngờ hoàng đế lại đứng lên như không có chuyện gì, lão ta trách mắng con trai ngu ngốc. Thật ra hoàng đế muốn thái tử được mài giũa một thời gian sẽ khôi phục chức vị và nhường ngôi. Thái tử cũng oán trách lão hoàng đế không nói sớm, để giờ đây hắn ta đu đỉnh Bitcoin biết chừng nào về bờ. Yến Vô Song cười nhạo thái tử, chẳng phải là do hắn tham lam nên mới tự gánh lấy hậu quả. Tội nghiệp hoàng hậu, đang ở đỉnh cao không muốn mà vì chút tham lam dẫn đến mất hết tất cả trong nháy mắt. Nữ chính sau khi trở về liền bị mẹ ruột chất vấn chuyện tình duyên thế nào. Nữ chính cũng khó trả lời, hay là sống thử cái đã. Mẫu thân vội giục con gái nếu đã quyết định thì sớm ngày thành hôn. Bất ngờ đám tiểu đề xuất hiện, bọn họ ý muốn trở về rừng núi cùng 30.000 anh em. Nữ chính phát sầu, nuôi 30.000 miệng ăn này chắc khiến cô sập mỏ vàng mất. Cô nàng sau đó như nghĩ ra mưu hèn kế bẩn nào đó mà hai ánh mắt lấp lánh. Thế là Yến Vô Song dẫn đàn em tấn công vương phủ với khí thế bức người. Gã thuộc hạ cũng choáng, xưa giờ chỉ có đàn ông cầu hôn phụ nữ. Hôm nay hắn ta lại được chứng kiến cảnh ngược lại. Cơ mà nếu đã cầu hôn thì phải mang theo sính lễ mới đúng. Nữ chính tuyên bố 30.000 tiểu đệ của cô ấy chính là sính lễ, gã vương gia tất nhiên quẹo mà đồng ý lời cầu hôn. Yến Vô Song mừng rỡ chốt kèo, tuyên bố tiểu đệ sau này cứ gặp vương gia mà nhận lương. Gã vương gia lúc này mới giật mình hiểu ra mưu đồ của cô em. Chẳng mấy chốc mà lễ thành hôn đã diễn ra dưới sự chứng kiến của đàn em. Nữ chính tuyên bố tuần trăng mật của bọn họ là vòng quanh thế giới. Bất ngờ lão thái giám xuất hiện đọc thánh chỉ, nghiêm cấm hai vợ chồng họ rời khỏi đế đô. Bắt cặp đôi này phải ở lại trị vì đất nước thay lão ta. Cặp vợ chồng đồng lòng mà tuyên bố muốn vào cung đập cho cẩu hoàng đế một ký ức nhớ đời.